Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tân Ninh nha. Một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong đó, em Hậu bữa nay đến đây để quay để gửi đến bà con mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái căn nhà có chiều ngang là 5m và dài 35m luôn nha bà con. Đó, và căn nhà này á là gần chợ Bầu Năng nè. Kế bên đó là Tòa Thánh Tây Ninh. Và nếu mà quý anh chị mình đi về Tòa Thánh á, là chúng ta chỉ mất có khoảng 3 cây số là bà con mình tới Tòa Thánh Tây Ninh rồi. Đó, mà mình đi chỉ có khoảng chừng 200m đến 300m là chúng ta tới ngay chỗ cái đường Bồ Cớp hoặc là đường DT781 phía ngoài. Đó, đường thì thông thoáng, khu vực á, là dân cư đông. Xe ô tô bà con mình đi hai chiếc né nhau thoải mái. Khi bà con mình bước vào đây thì bà con mình sẽ thấy cổng rào rất là kiên cố, một cái cổng rào nhìn rất là nổi đúng không bà con? Đó. Đây có một cái tay nắm cửa nhìn rất là kiên cố và chắc chắn nha. Như bà con mình thấy á, nền nhà là anh chủ làm rất cao. Đó, để trừ hao cho cái đường này. Sau này mà có lên nhựa thì cái sân của mình nó vẫn cao hơn cái mặt tiền đường. Sau lưng em bên đây là đường Bầu Cớp. Bà con mình đi khoảng chừng 100m là chúng ta sẽ đi ra đường Bầu Cớp để về ngã ba Bầu Năng. Khu vực dân cư nhà cửa rất là đông ở đây cho bà con mình. Đó. Và kế bên đây là chúng ta sẽ đi ra ngoài đây á là cái đường để bà con mình đi về ngay chợ Bầu Năng. Bà con đi thẳng qua hướng bên đó nữa là chúng ta sẽ đi ra là đường DT781 để bà con mình có thể đi về khu vực cầu K13, về khu du lịch núi Bà. Như bà con thấy nhà cửa rất là đông nè. Đó. Điện nước thì đầy đủ hết. Nhà mình thiết kế có một cái mái che đưa ra phía trước cho bà con mình. Đó. Mình có ô tô mình để vô cái sân này, có mái che. Đó. Và khi bà con mình bước vào trong đây, đó, bà con mình sẽ thấy được một cái nền nhà ở đây. Đó là lót gạch nước, cao ráo, chống trơn trượt cho bà con mình. Và một điều nữa, căn nhà của chúng ta nó sẽ được rất là thoáng. Vì ở đây nha, có một cái ô này để chúng ta lấy gió được cho căn nhà. Và cái bờ tường này á, anh chủ anh được dán gạch lên đây cho bà con mình, cao có 2 mét nha. Ở trên thì sợ mưa tạt, đó anh làm một khúc ở trên là có mái tôn. Mặt dựng căn nhà thì bà con mình thấy nè, đúng theo phong cách nhà cao cửa rộng. Đó, cửa là 6 cánh, ở trên á là dán gạch trần rất cao, nó có một cái liên quan đưa ra phía trước cho bà con mình. Và khi bà con bước vào đây thì khu vực này chúng ta cũng có trang bị màn cửa đầy đủ hết. Đó. Khu vực phòng khách thì anh để sẵn cho bà con mình, đây là một cái bộ sofa để chúng ta có thể ngồi tiếp khách theo phong cách mới. Đó, rất là sang đúng không? Cửa sổ ngay chỗ vị trí này, 4 cánh, sử dụng cửa lùa, nó giúp cho cái nhà của chúng ta nó thông thoáng hơn. Toàn bộ nhà là ảnh đều dán gạch lên là 1,5 m cho bà con mình. Khi bà con mình bước qua đây, đây, một cái bức tranh rất là đẹp ở đây. Đó, một bức tranh hoa đào. Cái này á, là tranh á, nếu bà con mình xài một thời gian mình thích cái phong cách nào thì mình có thể in lại và mình dán lên đều được nha. Trần nhà là trần thạch cao, đó, dực hợp có led âm trần. Giữa nhà bà con mình được trang bị một cái đèn pha lê nhìn rất là sang trọng ở đây cho bà con mình. Lối đi đường luồn rộng rãi. Đó, vì ở đây là chúng ta là lót gạch 60-60. Đó, thì ở đây mình có hơn 2 viên nha. Đó, cái lối đi này là 1,3 m nha bà con. Ở đây là chúng ta sẽ có là được hơn 2 viên gạch. Đó. Và căn nhà của chúng ta sẽ có một dãy 3 cái phòng ngủ nằm bên đây. Đó. Phòng nào phòng nấy á rất là rộng và có 2 cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ cho bà con mình luôn. Cửa phòng ngủ là cửa sắt, phòng á thì rất là rộng ở đây cho bà con mình. Với diện tích á là 1 viên 2 3 4 5 viên gạch, 5 viên rưỡi nha. À, chiều ngang bên đây cũng vậy. Và chúng ta sẽ có một cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn. Đây, bồn cầu nè, sen tắm nè, có chỗ đánh răng rửa mặt ngay vị trí này cho bà con mình luôn nha. À, cửa nhà tắm á, là anh xài là cửa nhôm. Đấy, nhiều khi mình tắm mình không có sợ văng nước. Và ngay vị trí này thì có luôn ống đồng, máy lạnh. Đó, ống thoát nước, dây điện đầy đủ, bà con mình về lắp máy lạnh vô là sử dụng thôi. Mình sẽ tiến qua mình xem cái khu vực phòng thứ hai. Nhưng mà khi mà bà con mình bước vô đây thì ngay vị trí này mình sẽ có một cái cửa sổ lùa ngay chỗ vị trí này, giúp cho nhà của chúng ta nó thông thoáng và nó sáng hơn.
có cũng có màn cửa luôn. Bên đây thì mình tiếp tục cũng có một cái phòng như vậy, nhưng mà cái nhà vệ sinh thì sẽ nằm bên đây thôi. Ở đây sen đồ là đầy đủ, nhà tắm là dán gạch lên tới trên cho bà con mình luôn nha. Bồn cầu, lavabo, đánh răng, rửa mặt không thiếu gì hết. Thì hai cái phòng này á thì sẽ được trang bị nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhưng cái phòng thứ ba là coi như là cái vừa cái kho mà vừa là cái phòng khách, nên á anh chủ ảnh chưa, ảnh sẽ không trang bị cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở đây cho bà con mình. Chỉ có hai phòng đầu là có, và chúng ta sẽ có một cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở phía sau, sau khu vực phòng bếp này. Khi bà con mình bước xuống đây, mà họ mở cái cửa sau ra, thông thoáng. Chỗ này thì bà con mình có một cái bộ bàn ăn, 6 ghế nằm ở đây, có ổ điện nè. Đó, bên đây là cái không gian bếp của chúng ta nha, với tủ bếp trên và bếp dưới là giả gỗ, nhôm giả gỗ. Chỗ này có cái kệ chén, và bà con mình sẽ có một cái cửa nhỏ ngay này, cửa sổ ngay này. Đó, tuy nhỏ thôi cũng thông thoáng lắm. Đây, ổ điện thì gắn giáp dòng đây hết cho bà con mình luôn. Khu vực phía sau nè, bà con mình sẽ rất là thích. Khi bà con mình bước vô đây là mình sẽ có một cái khoảng sân sau ở bên đây. Bên đây là có nhà tắm nè, nhà vệ sinh cho bà con mình tách biệt riêng. Không sợ kẹt phà nha. Gạch thì dán lên tới trên hết luôn. Cây sen nè, vòi sen tắm đầy đủ hết. Bên đây á là một cái bồn cầu bên đây nữa. Tính ra là nhà mình 3 phòng ngủ, có 3 nhà tắm, 3 nhà vệ sinh luôn nha. Bên đây á, bà con mình sẽ có một cái sàn nước nhỏ nhỏ ở đây. Đó, để mà mình rửa chén này kia nọ ở ngoài đây. Và chỗ này là bà con mình lắp máy giặt ở đây nè bà con. Đó, có nước ra, nước vô đầy đủ. Đấy, hai cái cây mít này thì em Hậu thấy là bây giờ là mình chỉ cần thiếu nước thôi, chỉ vài bữa nữa là ra trái luôn rồi. Và bờ tường ở phía sau á là anh chủ xây rất là cao ha. Đây bà con mình về có thể trồng thêm cái gì đó nữa. Đó, có luôn cái bồn nước là tách biệt ở phía sau cho bà con mình. Đó, nước là rất là mạnh, tại vì cái bồn nước xây rất là cao. Đó, xài chân sắt nha. Với một cái căn nhà ngang 5m, dài tới 35m, một cái hậu rất là dài. Và đây cũng là một cái sản phẩm hiếm. Đó, bình thường là mấy cái căn là kia là em Hậu giới thiệu là chỉ có khoảng 28m đến 30m thôi. Nhưng mà riêng cái căn này là hậu nó tới 35, rất là rộng luôn. Đó, bà con mình thấy lý tưởng không? Rất phù hợp cho quý cô chú anh chị mình, ai đang muốn mà có một cái khoảng vườn ở sau để mình trồng cây rồi đó. Rất là tuyệt vời nha. Đấy, thì nãy giờ mà mình xem hết cái nhà rồi, thì bây giờ em Hậu sẽ gửi cho bà con mình cái sổ ha. Nhà mình là có sổ hồng riêng luôn nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thửa đất số 576 tờ bản đồ số 40, thuộc xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 174,4 m². Đất ở nông thôn là đất thổ cư các bà con, là 80 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm nha. Đường ở trước nhà mình nè, là chúng ta sẽ có một con đường đất 8 m. Đó, chiều ngang 5, chiều dài 35 m. Và nhà mình là sẽ quay về là cái hướng Tây Nam. Đó, hướng Tây Nam nha bà con. Với toàn bộ vừa nhà, vừa đất, thì căn nhà này anh chủ sẽ gửi đến bà con mình với một cái mức giá là 1 tỷ 470 triệu. Với mức giá vừa nhà vừa đất 1 tỷ 470, không phát sinh chi phí, thì bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ 0839 666 736 để bên kênh mua bán nhà Tây Ninh có thể hỗ trợ cho bà con mình ha. 1 tỷ 470 triệu là có nhà có đất rồi, rất là tuyệt vời đúng không? Kênh mua bán nhà đất Tây Ninh là chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video review bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị và các bạn, ai đang có nhu cầu muốn tìm mua nhà đất, đó, muốn ký gửi thì có thể liên hệ 0839 666 736 để bên em hỗ trợ cho bà con mình nha. 1 tỷ 470 thôi, đó, không phát sinh chi phí. Bà con quan tâm liên hệ để bên em hỗ trợ bà con mình ha. Đó, và bây giờ thì em Hậu xin mời bà con mình đi cùng em. Chúng ta sẽ đi ra ngoài đường ở đây để chúng ta tham quan được cái đường xá, khung cảnh ở đây nó sẽ như thế nào ha. Xin mời bà con. Và bây giờ từ cái vị trí căn nhà, em Hậu sẽ đi ra cái đường phía ngoài là cái đường bầu cốp.
để cho bà con mình sẽ dễ hình dung hơn về cái đường xá cũng như là cái khu vực này ha bà con. Từ nhà bà con mình chỉ cần đi khoảng 100 mét là chúng ta tới ngay chỗ cái đường Bồ Cốp. Thì cái hướng này á, là mình quẹo trái á, là bà con mình sẽ đi ra là trung tâm đăng kiểm Tân Tiến á, và là đi ra đường DT784 phía ngoài á bà con. Đó là mình quẹo trái. Còn bây giờ mình sẽ quẹo phải để chúng ta sẽ đi về là ngã ba Bầu Năng. Thì đầu đường chúng ta sẽ có một cái công ty gọi là công ty Nhật Hào ha, chuyên sản xuất hạt điều hả bà con. Đấy, và đây con đường Bồ Cốp. Và theo nhiều chia sẻ của bà con mình á, thì con đường này thì cũng đang chuẩn bị được mở rộng ra. Đó, vì buổi chiều á, cái lưu lượng xe cộ đi trên cái tuyến đường này á cũng rất là nhiều. Đó, đây là cái tuyến đường mà những bà con mình đi làm ở xí nghiệp Chà Là đó, hoặc là ngã ba Đất Sét, Ken Bot, và chúng ta sẽ đi về trên cái tuyến đường này nè bà con. Đó, và những bà con nào mà ở xa, chúng ta đi lên Tây Ninh mà đi du lịch ở Tòa Thánh Tây Ninh á, thì đây cũng là cái tuyến đường bà con mình sẽ lựa chọn để mà mình đi về tham quan khu du lịch Tòa Thánh Tây Ninh. Đó, và cũng như là bà con mình đi về khu du lịch Núi Bà Tây Ninh nha. Như bà con mình thấy lưu lượng xe đồ đi trên tuyến đường này rất nhiều. Đó, và cái tuyến đường này thì nó sẽ giống như là một cái tuyến đường song song giữa cái đường về chợ Bầu Năng cũng như là cái đường DT781 phía ngoài. Đó, ở khu vực đây thì các tuyến đường á là đều thông với nhau, nó như là dạng ô bằng cờ, nên bà con mình di chuyển đi lại nó cũng rất là thuận tiện. Thì đối với những bà con mình muốn có một cái căn nhà mà gần chợ, gần trường học, đầy đủ tiện ích xung quanh đó, và gần Tòa Thánh Tây Ninh và khu du lịch Núi Bà và thành phố Tây Ninh, trung tâm thành phố Tây Ninh, thì cái bất động sản này của chúng ta sẽ rất phù hợp. Và một điều đặc biệt nữa thì là cái bất động sản này của chúng ta là với chiều ngang 5 m và chiều dài tới 35 m, nên bà con mình sẽ được có một cái khoảng sân phía sau rất là rộng đó, bà con mình có thể trồng cây thoải mái ha bà con. Đó, mà nằm ở kế bên đường lớn nữa, mà giá chỉ có 1 tỷ 470 triệu thôi. Bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thông qua số điện thoại 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ dẫn bà con mình đi xem cái bất động sản ha. Và trước mặt chúng ta, bà con mình có thể quẹo phải để chúng ta đi về là chợ Bầu Năng ha bà con. Đó, chợ Bầu Năng nó sẽ nằm bên tay phải của chúng ta, và các tuyến đường này thì dẫn vô chợ Bầu Năng nha. Đó, thì mình đi thêm chỉ có vài chục mét nữa là chúng ta sẽ tới ngã ba Bầu Năng, Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng. Đó, và ngay vị trí này thì chúng ta nào là có nhà thuốc Long Châu, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, đầy đủ tiện ích. Đó, bà con mình thấy có một cái bất động sản mà nó đầy đủ tiện ích xung quanh này thì rất là lý tưởng đúng không ạ? Đó, và tới trước mặt bà con mình đây là ngã ba Bầu Năng. Mình quẹo phải là về cầu K13, về khu du lịch Núi Bà, về thị trấn Dương Minh Châu. Mình quẹo trái là mình đi về Tòa Thánh Tây Ninh nha bà con. Thì video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.